nam thanh niên ăn mì gói suốt 19 ngày vì thôn bị phong tỏa. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điển hình như mới đây, mạng xã hội đã xuất hiện một clip chia sẻ câu chuyện về nam thanh niên mới 17 tuổi nhưng đã phải ăn mì tôm đến 19 ngày vì không thể đi làm thêm để kiếm tiền mua đồ ăn. Cho đến khi được mọi người biết đến thì anh chàng đã run rẩy chân tay không ngừng. Cụ thể, theo đoạn clip chia sẻ, nam thanh niên này tên là LNH, mới 17 tuổi, nhà ở Lạng Sơn, nhưng hiện đang ở trọ tại xã Tân Tiến, tỉnh Bắc Giang. Do chưa đủ tuổi đi làm, cậu bạn chỉ có thể làm thêm theo giờ tại xã Vân Trung để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, chưa làm được bao lâu, lương cũng chưa đủ để nhận, thì trong thôn lại xuất hiện F0. Không đi làm kiếm tiền lại không thể nói với gia đình, nên cậu chỉ đành bán điện thoại để lấy 300.000 đồng mua 2 thùng mì tôm, ăn sống qua ngày. Suốt 19 ngày, nam thanh niên 17 tuổi này chỉ ăn mì tôm. Đến 3 ngày gần đây, do mì tôm đã hết nên thanh niên chỉ đành nhịn đói. Đến khi mọi người phát hiện thì em đã có dấu hiệu chân tay run không ngừng. Cũng theo lời nam thanh niên chia sẻ, gia cảnh cậu cũng không khá giả gì. Vì vậy, nên khi bố hỏi con ra sao, cậu bạn vẫn cố gắng nói mình sống tốt để gia đình không phải lo lắng. Dù mới 17 tuổi nhưng cậu bạn đã phải đi làm thêm. Một phần để nuôi chính mình, một phần để gửi về cho bố và em. Biết được hoàn cảnh của LNH, nhiều bà con xung quanh đã mang đồ ăn đến tận nơi để giúp đỡ, từ rau củ cho đến thịt gạo. Chỉ trong vòng 4 tiếng, căn phòng trọ nhỏ của nam thanh niên đã đầy ắp đồ ăn. Về tiền nhà, tiền điện, tiền nước, người chủ trọ cũng hỗ trợ cậu hoàn toàn. Trước tấm lòng tình nghĩa của mọi người xung quanh, nam thanh niên đã không khỏi nghẹn ngào, xúc động. Ngay khi bài viết được đăng tải, dư luận đã không ngừng xôn xao, bàn tán. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của nam thanh niên 17 tuổi trên. Nhiều bình luận cũng ngợi ca tình làng nghĩa xóm của bà con sống xung quanh, dù dịch bệnh ai cũng khó khăn, thế nhưng họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ hết sức cho nam thanh niên. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều dân tình gửi gắm những lời động viên, cổ vũ bà con trên khắp cả nước, cố gắng đùm bọc nhau để cùng vượt qua thời gian dịch bệnh vất vả, khó khăn như hiện tại. Thực sự dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn luôn, nhiều người lao động cũng mất việc, miếng cơm manh áo khó lắm mới đủ để qua được ngày, thế nên đọc câu chuyện của em trai này mà mình cũng đồng cảm không thôi. Đáng thương quá, mình ăn mì tôm vài ngày đã chịu không nổi rồi, đây em ấy ăn tận 19 ngày thì đúng là quá khổ luôn. Có lẽ trong thời điểm hiện nay, điều mà mọi người mong ngóng nhất chính là nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh, quay trở lại cuộc sống như bình thường. Để làm được điều đó, mỗi người hãy tự ý thức nâng cao sức khỏe bản thân, thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng dịch.